Chào mọi người. Hôm nay là những ngày đầu năm mới 2021. Cũng rày cũng lâu rồi mình không có làm video mới. Thì ngày hôm nay là cái video đầu tiên của năm mới của mình. Bởi vì thời tiết bây giờ thì nóng lạnh thất thường, khi thì trời lạnh, khi thì trời nóng. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay, kỳ duyên bếp chay của mình sẽ là một món cháo chay. Mình sẽ để thêm gừng nha. Khi mà buổi sáng thức dậy thì mình sẽ ăn sáng là một tô cháo cháo gừng, để bồi bổ cho cái thời tiết thất thường này. Khi tô cháo gừng á, khi mình ăn á, thì sẽ làm cho cơ thể mình ấm lên và nó cũng có đề kháng cho cơ thể, giúp cho trong cái mùa dịch bệnh của chúng ta. Đây là tấm, tấm mình mua người ta đã rang sẵn rồi, xong thì mình ngâm. Mình ngâm xong giờ mình bắt lên bếp, mình muốn làm cho tấm nó vàng thêm để cho cháo nó không có bị đục nước, nhừ nước nha. Mình sẽ làm cho tấm nó hơi nó vàng thêm nữa. Bắt chảo lên rồi mình để cho nó ráo nước rồi nó vàng tấm. Mình sẽ chuẩn bị cái nồi nước. Vừa vàng tới rồi mình cho nó vô nồi nước sôi. Rồi mình bắt cái chảo lên, mình chiên tàu hũ rồi mình chuẩn bị cái rau gia vị. Đây là đậu hũ tươi. Và mình cũng sẽ để một ít đậu hũ tươi vô trong cháo luôn. Một ít thì mình chiên, còn một ít đó thì mình để tươi. Và ở đây mình cũng có đậu hũ cộng nữa, mình cũng sẽ chiên một ít đậu hũ cộng. Tàu hũ tươi, một ít tàu hũ cộng, một ít tàu hũ tươi chiên. Cái nồi cháo thì cho hai người ăn, cỡ ba người ăn. Mình nấu cho hai người ăn, cái này cỡ ba người ăn. Rồi mình sẽ chuẩn bị gia vị nha. Cái đây là gừng, mình lựa gừng đừng có quá già, hơi non thôi.
Bởi vì khi mình sắc để vô cháo thì gừng nó già quá nó sẽ bị có sớ, cho nên cái củ gừng non như thế này nè, mình sẽ sắc lát ra những nhuyễn nhuyễn. Cho nên gừng già quá thì gừng già thì nó cay, nhưng mà mình không có cần thiết phải gừng già gừng non nữa, cho nó mình dễ ăn, mình ăn luôn cọng gừng. Mình cũng sẽ có một ít củ đỏ và đậu que. Này là khâu để mình chuẩn bị làm gia vị nè. Nấm rơm nữa. Ở trong cháo trai của mình nó không có thịt thà gì hết, nhưng mà mình có rau củ quả, thì rau củ quả cũng là một trong những chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, nhưng mà ít nhất thì mình nên nên ăn rau củ quả nhiều, càng nhiều tốt, không có sao hết. Ngược lại thịt hay cá gì chúng ta ăn nhiều thì nó có hại cho sức khỏe, nó không tốt. Mình ăn ít thì không sao, nhưng mà nếu ăn nhiều quá nó không có đủ cái chất của rau củ quả có ở trong đó thì nó dễ sanh bệnh hơn. Cho nên cháo chay cũng là một giải pháp giúp cho cơ thể mình nó dễ tiêu hóa. Cho những người đang bệnh hay hoặc là vừa hết bệnh, thức một tô cháo chay có đầy đủ gia vị đậu hũ, nấm, rau củ quả thì với gừng thì nó rất là nhanh bình phục. Mình có cái hạt đậu Hà Lan tươi mình để cũng ngon nữa, nhưng mà ở đây mình không có, mình sẽ dùng đậu que. Mình lấy cái trái đậu que rồi mình cắt ra, để vô nó cũng ngọt, nước nó cũng ngon lắm. Cái này mình sẽ chế biến theo vật liệu, cái gì thì có mà nó thuận tiện mà mình mua mình nấu. Nhưng mà nếu nó có đậu Hà Lan thì tươi thì cũng tốt, ngon lắm. Rồi mình chuẩn bị một cái ít thôi chứ không có nhiều, có nhiều thứ nhưng mà ở đây thì mỗi thứ một ít thôi. Cho nó vàng thêm một chút nữa, nó vàng thì nó ngon hơn.
Rồi đậu hũ nó đã vàng rồi, mình sẽ vớt ra. Rồi chảo dầu nó đang nóng, mình sẽ khử hành. Mình sẽ lấy cái gốc hành. Mình lấy cái gốc hành mình khử cho đây là nguyên liệu mình sẽ để vào cháo: củ cải trắng, củ cải đỏ, đậu que. Giúp cho hương vị của cháo nó tăng lên cái hương vị đậm đà và ngọt nước cháo nữa. Mình không có thịt cá gì hết cho nên rau củ là giải pháp để làm cho nồi cháo của mình nó ngon. Và nấm. Nấm mình cũng làm cho nó nhuyễn ra cũng được. Tại vì cháo mọi thứ là đồ nhuyễn. Rồi hành của mình nó cũng đã vàng rồi, mình sẽ cho lên một cái chảo mình xào gia vị. Sau mình sẽ nêm nồi cháo nè, mình sẽ cho 2 muỗng hạt nêm.
mình sử dụng ít bột ngọt thôi, mình cứ nêm một muỗng nhỏ bột ngọt. Và đây là muối nêm. Để cho cháo nó sôi lên, thì khi mà nó sôi lên thì nó nở ra, mình sẽ đổ chừng cái lượng nước để mà mình điều chỉnh. Mình chỉ khử cho nó sương ra cho nó thơm thôi. Mình sẽ bắt cái nồi cháo này rồi mình cho vô luôn. Mình cần cái rau củ mình mới chín. Rồi mình sẽ cho đậu vô nha. Đậu là khâu cuối cùng, nó cũng nhanh chín lắm, mình sắc mỏng rất là nhanh chín. Mình đợi cho nó sôi lên dạo nữa mình tắt bếp là ăn được. Rồi, đây là cái tô tàu hủ mình chiên, mình sẽ để sau cùng nha. Rồi mình lấy cái tô để mình chuẩn bị hai tô cháo. Cháo ăn sáng của mình ngày hôm nay là mình sẽ ăn với bún với bánh mì. Đây là bún, đây là bánh mì nha. Mình sẽ để một ít bún vô. Rồi. À, đây là hành ngò. Hành và ngò mình chuẩn bị sẵn luôn. Đây là gừng nha mọi người. Mình cũng để một ít gừng vô tô cháo, mình không cần để vô trong cái nồi cháo của mình. Bởi vì có khi thì có người người ta không thích ăn cho nên mình sẽ chuẩn bị gừng riêng. Mình cho đậu que nó chín một chút đi.
À, mình tắt bếp. Đây là tiêu. Ăn sáng với một cái tô cháo chay gừng, tiêu, ớt sẽ giúp cho cơ thể của mình sẽ thải ra những cái chất mồ hôi. Rồi mình cảm giác không khỏe thì cái tô cháo này giúp cho mình ổn định lại sức khỏe nha. Rồi nếu mọi người ăn ớt hơi cay á, thì mình để nhiều một chút, cái này là sa tế mình đã làm sẵn. Còn nếu mà không ăn cay thì mình chỉ để ít thôi. Rồi xong. À, như vậy là một bữa ăn sáng của gia đình của chúng ta đã chuẩn bị xong. Mời mọi người cùng thưởng thức và cùng làm với mình nha. À, cháo chay rất là đơn giản nhưng mà đầy đủ dinh dưỡng, bổ dưỡng, không có độc hại, tốt cho sức khỏe của mình lắm. À, mặc dù là không ăn chay nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên nấu cháo chay ăn nha mọi người. Nhìn tô cháo rất là hấp dẫn. À, mời mọi người cùng thưởng thức. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi cứu độ chúng sanh khắp bốn ân ba cõi. Nguyện cho hòa bình thế giới, hào quang Đức Phật A Di Đà soi rọi cứu độ chúng sanh, dịch bệnh qua đi, chúng sanh an lạc, hòa bình thế giới. A Di Đà Phật.